người ta cho mạch điện rất là quen thuộc đối với chúng ta với các giá trị điện trở R1 bằng R2 bằng 20 ohm và R3 bằng 10 ohm. Nguồn điện là 30V. Câu A là đi tìm cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. Câu B là đi tìm hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. Vậy chúng ta có tóm tắt bài toán như sau. Rồi với cái bài này, để đi tìm câu A này. Chúng ta làm câu A này. Phân tích một tí ha. Để đi tìm cường độ dòng điện chạy trong mạch chính nè, thì chúng ta phải áp dụng công thức định luật ôm, đó là I bằng U chia cho RTD. Được chưa? Mà U thì bài người ta đã cho rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đi tìm R tương đương RTD. Thì các bạn thấy RTD này thì gồm R1 song song với R23 đúng nhỉ? Mà R23 thì gồm R2 nối tiếp với R3. Vậy thì để đi tìm cái thằng này thì đầu tiên chúng ta phải đi tìm R23 thông qua hai điện trở mắc nối tiếp. Sau đó chúng ta đi tìm R tương đương. Cuối cùng chúng ta đi tìm Y. Thầy phân tích như vậy nhưng mà có thể bạn nào đã quen rồi thì có thể làm gọn hơn nhé. Có nghĩa là bỏ qua một vài bước trung gian đều được hết nhé. Nhưng mà chắc chắn mình phải làm đúng thì mới được nha. Chứ mình làm sai thì cũng không nên nha. Rồi để đi tìm U1. U1 thì các bạn thấy này. R1 thì nối trực tiếp vào nguồn. Nối trực tiếp ở đây á là do là ở đây có nghĩa là một đầu của âm ba kế một đầu của điện trở nối vào nguồn, nối vào cực dương, một đầu còn lại nối vào cực âm thì người ta gọi là nối trực tiếp, được chưa? R1 nối trực tiếp vào nguồn. Cho nên chúng ta hoàn toàn tìm được là gì? U1 sẽ bằng U nguồn. Được chưa? Và bằng 30V. Rồi. Chúng ta là có là vì R1 song song với R23. Cho nên chúng ta hoàn toàn tìm được U2 23. Cái cách này nó nhanh hơn không? Đi tìm để thầy kiểm tra con nhé. Cái này có U rồi. Đi tìm Y rồi tính ra U23. Cũng rứa nhỉ. U23 bằng U. U rồi suy ra Y. Đường nào thôi cũng vậy. Rồi. Như vậy lúc này chúng ta suy ra được U23 bằng 30V. Và thì bây giờ làm sao để chúng ta có được U2 và U3? Thì chúng ta thấy này, do R1, R2 nối tiếp với R23, đúng nhỉ? Cho nên lúc này chúng ta có U2 thì sẽ bằng U, thì sẽ bằng I2 nhân cho R2. Mà I2 thì được tính bởi công thức đó là I2 thì sẽ bằng I23 và bằng U23 chia cho R23. Chúng ta tính được cái này giống như là mạch điện trong nguồn mạch chính á, hai điện trở mắc nối tiếp với nhau thì I mạch chính thì sẽ bằng U mạch chính chia cho R mạch chính á, R toàn mạch á. Và từ đây chúng ta hoàn toàn tính được U2. Và từ U2 chúng ta hoàn toàn suy ra được U3. Cho nên cách tính của chúng ta nó như vậy.
Rồi, có bạn tính khác cũng được nha. Tại vì bài này nó nhiều cách tính chứ không riêng gì giống như thầy đâu nha. Rồi bây giờ chúng ta giải. Vì lý do là tí nữa thầy cũng sử dụng đến R23 cho nên thầy đi từng bước nha. Điền trở. Điền trở. R23 là lúc này chúng ta có R23 thì sẽ bằng R2 cộng cho R3 và R2 là 20, R3 là 10. 20 cộng 10 bằng 30 ohm. Rồi, điện trở tương đương của mạch là lúc này chúng ta có một trên cho RTD thì bằng một trên cho R1 cộng một trên cho R23 và suy ra R23 thì sorry RTD thì sẽ bằng R1 nhân cho R23 chia cho R1 cộng cho R23 bằng 20 nhân cho 30 chia cho 20 cộng 30. Hình như cái số này bằng 12V, 12 ohm. Rồi theo phân tích ở trên thì chúng ta tính định lượng tìm Y. Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là lúc này chúng ta có Y bằng U chia R và bằng 30. Đây là RTD chia cho 12 bằng bấm máy tính cho chắc bằng 2,5 ampere. Rồi như vậy có một bạn bị sai ha. Rồi câu B. Câu B thì theo phân tích này là chúng ta đi tìm R Y23 được chưa? Rồi thầy làm gộp luôn nhá. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở trở R2 R3 là mà chú ý cho thầy, thầy có ghi chữ mỗi có nghĩa là tính cho từng cái á. Như vậy ta có là Y2 thì bằng Y3 vì lý do sao bằng, bởi vì mạch đây mạch nối tiếp và bằng Y trong mạch chính, tuy nhiên nếu chúng ta xác một nhánh thì nó sẽ bằng Y23 được chưa? Mà theo định luật ohm thì Y23 thì sẽ bằng U23 chia cho R23 bằng U23. Không biết hồi nãy thầy có bình luận chưa? U chưa hả? Rồi được rồi, U23 thì bằng U nguồn vì lý do mạch song song, được chưa? Thầy gắn luôn cho nó nhanh bằng các bạn tập làm tắt như thế này. Như vậy 30 chia cho U23 30 thì lúc này sẽ bằng 1 ampere. Được chưa? Cái này là do R2 nối tiếp với R3. Được chưa? Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 là lúc này chúng ta có
vì công thức định luật Ohm mà nãy giờ chúng ta áp dụng đi áp dụng lại nhiều lần rồi, cho nên bây giờ chúng ta không cần áp dụng nữa. U2 thì sẽ bằng I2 nhân cho R2. I2 thì bằng 1 nhân cho R2 thì bằng 20. Kết quả bằng 20 V. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R3 là lúc này ta có cái chỗ này rất là nhiều cách để mà làm ra được U3 ha. U3 sẽ bằng U23 trừ cho U2 đều được ha. Mà U23 thì bằng 30 trừ cho U2 thì bằng 20 bằng 10 V. Rồi lúc này các bạn đáp số.